Kính thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ đang ở Bãi Đá Mặt Trăng. Ở đây là xã gì bà nhờ? Xã Sa Phin. Xã Sa Phin thì hôm nay gặp cái cảnh ở đây rất là đẹp, nên ghé lại ngừng ở đây để review cho cô bác quý anh chị xem. Để cháu vô đó cái đã. Vô đó thấy một bé kia đang làm gì kìa. Vâng. Miền Nam luôn nè. Dạ cháu ở miền Nam. Ở Đồng Tháp. Dạ. Ôi, các trẻ con thì lại chơi đằng đó kìa. Bãi đá này là bãi đá xanh, nhìn rất là đẹp luôn. Bãi đá đen nhá. Trời ơi, không ngờ cái cảnh miền cao nguyên vùng núi đá nó lại đẹp như thế này. Ôi, có trẻ con chơi trên đó. Ở các con đi lên đâu lên đó vậy? Hả? Có đường đi lên đó đi với chú được không? Cô bác quý anh chị, đây. Lên đây thì Bùi Hồ cuốn hút bởi một cái vẻ đẹp của cao nguyên vùng núi đá này. Và đặc biệt khi lên đây thì lại gặp những cái bọn trẻ con ở trên kia, nó lại thắt những cái vòng mà giống như lên nơi nãy mà Bùi Hồ đã quay cho cô bác quý anh chị xem. Ở đây những vách núi đã chú ơi. Mệt quá. Ơi, các con đi có nguy hiểm lắm không? Ơi, thấy trẻ con của vùng cao không cô bác quý anh chị? Có đi đường nào nha? Cái bọn trẻ nó kêu là mệt. Chú từ từ đi nha. Ây da. Những cái trẻ con ở vùng đồng bằng á thì tụi nó chơi cái vùng đất bằng phẳng, những cái vập đá như thế này nè. Chứ con đi chậm chậm thôi nha. Ở trên đó có một cái tảng đá bằng kìa. Lại đó được không? Được. Con đi được không? Ôi, ơi đi từ từ thôi. Ôi, tụi nhỏ nó đi. Xong đâu quyền đó. Ôi, bây giờ mình ở đây nè, không lên sao. Đây là địa điểm để mấy chú cháu mình ngồi đây. Thôi, nguy hiểm quá cô bác quý anh chị ơi. Ui, không biết nói sao luôn. Ơi. Cô bác quý anh chị, đây Bùi Hồ đã chọn được một cái địa điểm thích hợp để cho ngồi với các tụi nhỏ ở đây. Thì ở đây là một cái vùng núi đá, ở đây người ta gọi là vùng núi đá Mặt Trăng. Thì hôm nay Bùi Hồ đến đây có mua kẹo cho các bạn. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ cho cô, trước khi phát kẹo thì Bùi Hồ sẽ nhờ các bạn cho Bùi Hồ xem những cái vòng nha. Bạn nào đưa vòng cho chú coi trước nè. Đây, đây là cái vòng này là vòng gì con nha? Vòng hoa cúc dại. Hoa cúc dại, oh, đẹp lắm luôn, đội lên đây. Ê, con bán một cái vòng như thế này là bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000 đồng. Ai dạy con thắt như thế này đây? Tự thắt nha. Các bạn đều dạy tự thắt với nhau. Vòng này thì hình tròn, không có dây quấn nên đằng sau tất cả đều là hoa, nên nhìn rất là đẹp đúng không? Đúng. Này bạn Nam thắt hả? Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Cháu tên là Thò ạ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay 12 tuổi. Ôi, cháu Thò 12 tuổi, có đi học không? Có. Học lớp mấy? Năm nay cháu lớp 6. Ôi, quá ngoan, cái dòng rất là đẹp luôn phải không cô bác quý anh chị nha. Ôi, gửi bạn Thô nè, cầm đi. Ở ngoài sau này thì bạn làm rất là khéo léo khi mà có những cái cây những cái nẹp bạn luồn vào, đúng không? Con luồn những cái nẹp vào đúng không? Nên mới cứng cáp như thế này. Một vòng, cái vòng nào cho chú thử nha. Ôi, có bạn Thô luôn nha. Ôi, có con luôn à. Con ở đây là mình có bao nhiêu loại hoa? Nhiều. Hoa cúc dại nè. Hoa tam giác mạch. Ôi. Hoa tam giác mạch nè, đúng không? Hoa cức lợn. Hoa cức lợn nữa nè. Hoa cức lợn. Ôi, không biết nói làm sao khi mà tụi nhỏ nó ngoan quá. Của bạn được hai vòng đúng không? Đúng. Đây, gửi đây. Ôi, cái hoa này đẹp quá. Tới đâu? Tới bạn nữ này đi. Con tên gì nhỉ? Là Tê Xanh ạ. Sinh. Vâng ạ. Sinh học lớp mấy nhỉ? Sinh. Năm nay lên lớp 6 ạ. Lên lớp 6. Con mới vừa học hết lớp 5. Vâng ạ. Ồ, sinh giỏi quá nha. Sinh gần đây không? Gần đây không? Không. Ôi, sao cái vòng nào nó cũng vừa cái đầu mà cái hoa nó thì nó rất là thơm đúng không? Đúng không? Hoa thì rất là thơm, đội vô mình có cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu. Ngồi ở trên đây thì gió mát êm lắm luôn. Đẹp quá lắm nè. Ôi, văn xin hoa thơm quá, vòng lại rất là đẹp. Ở đây là
Là dây này là dây gì đây? Dây cổ. Đai cổ hả? Dây cổ. Dây cổ. Cổ. Dây cổ. Vâng. Dây cổ cô bác anh chị tại Bùi Hồ nghe không rõ. Rồi tới bạn này ở đây đẹp nhất nè, thấy trang trí nè. Con tên gì nhờ? Tên là Kía. 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 Bạn này là bằng sinh. Bạn này bằng thồ. Bạn này là bà sinh sinh. Sinh sinh sinh. Ở cái này là hoa gì con? Hoa cúc dại. Hoa cúc dại là hoa cúc, hoa sì chi và hoa chống. Hoa chống mạ. Hoa chống mạ hả? Hoa chống mạ. Hoa chống mạ. Chống mạ này. À, mỗi một cái loài hoa thì nó mang một cái vẻ đẹp riêng. Và các cháu thì tự biết làm cho mình những cái loài hoa rất là đẹp nè. Và nhìn ở trên đây nhìn xuống thì phải nói là các bạn rất là dễ thương ở đây. Ở đây là bạn nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi ta? Đây, 3 tuổi. Bạn này 3 tuổi đúng không? Đúng. Bạn lớn thứ nhất là bạn Thồ nha. Không phải là bạn. Là con. Rồi hoa này thì rất là đẹp và thơm. Tới bạn này, hoa này thì chỉ là màu trắng thôi đúng không? Đúng. Hoa này là hoa gãy chuông. Hoa trống. Có hoa bạn thì gọi là hoa trống, có bạn thì gọi là hoa gãy chuông. Hoa chấm hả? Hoa chấm. Chấm. À. Hoa chấm mặt. Hoa chấm mặt. Đẹp quá. Không biết cô bác với anh chị nghĩ sao nhưng mà vừa mát vừa thơm vậy ở trên cao như thế này chơi với chung cùng với bạn nhỏ ở vùng cao như thế này thì không nghĩ là cái cảm giác nó thú vị như vậy. Hoa chấm mặt. Đúng không? Hoa trắng thơm. Hoa trắng thơm thôi. Đúng không? Ôi quá đẹp luôn. À, còn bạn nào nữa có hoa khác không? Sẽ đổi hết luôn nè. Các bạn này ôi, lạnh nha. À, cái này thì mình cái này giống như một cô dâu nha. Cái hoa này nó lại rớt xuống này giống như một cô dâu quá. Phải không? Phải. Ừ, đẹp quá. Nhưng mà cái nào thì chú cũng cảm thấy là cái nào nó cũng vừa đầu nè. Đậu vô thì nó vừa đầu nè, rồi cái nào thì nó cũng đẹp nè. Rồi. Ôi, lại đây là lúc nãy thì hoa cúc dại. Hoa này lại có màu đỏ với màu trắng nè. Ê chú đội vô sao chú giống gái quá vậy? À. Sao chú giống gái quá vậy? Giống không? Không. Chú có đẹp trai không? Có. Ờ, chú có đẹp trai. Ê, bạn này hoa đâu? Đây. À, hoa của con đó hả? Con tên gì nha? Hả? Máy. Bạn kia. Bằng máy nha. Ôi. Ôi, rất. À, bây giờ còn hoa nào mà chú chưa đội lên không? Còn hai cái. Ồ, hai cái này nhưng chỉ một thứ thôi. Ờ, đúng cái này đi. Chú đội cái này. Bạn tên gì? Tên An nhờ. An. A Xá. Bạn này tên là A Xá. Ăn chưa? Nhà các con nhà gần đây không hay là ở những cái quả đồi ở bên kia? Ở bên kia. Ở những quả đồi bên đó đó nhờ. Phải. Phải nhà ở chùm chùm đó không? Không. Nhà con ở đâu? Là ở nhà bên này. Ờ. Nhà bà này là những cái nhà chắc chắn mà ở trên cột súng. Nhà trắng trắng đó đúng không? Đúng rồi. Ừ, là nhà của con? Nhà của bạn à? À, bạn đó. À, thưa cô bác của anh chị, ở đây thì rất là cao so với mặt nước biển. Và tụi trẻ ở đây á, những cái bãi đá trô nhô bấp bênh như thế này. Nhưng mà tụi trẻ đi nhanh lắm. Còn Bùi Hồ không quen thì đi. Các bạn thì cứ bảo là sao? Chú đi sao? Chú đi chậm chậm thôi, đúng không? Đúng rồi. Chú đi chậm chậm thôi, sao các con không đi chậm chậm mà kêu chú đi chậm? Hả? À. Ồ, bọn cháu đi quen rồi nhờ. Thôi à, bây giờ cho chú mượn cái hoa màu đỏ chú đội nha. Bây giờ chú sẽ chấm mỗi hoa đều được điểm 10 hết nhá. Nhá. Nhưng mà cái hoa này là chú thấy lạ nhất ở trong đây nè. Mỗi hoa đều được điểm 10 và chú sẽ tặng cho mỗi bạn một viên kẹo, chịu không? Đây, viết kẹo gì không nhờ? Kẹo bút. Bạn nào, bạn này nhỏ nhất đi nhá. Tới bạn này nhá. Bạn này bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Bạn này 7 tuổi. Bạn này 8 tuổi. Ôi, 8 tuổi sao bé hả? 7 tuổi rồi. Còn bạn này 3 tuổi. Rồi, 3 tuổi phải nói là cũng lên. Rồi tới bạn này nhá. Con nè. Bạn gái đẹp nhất nè. Nè. À, ở đây các con có lạnh lắm không? Có. Ừ, lạnh rồi sao con mặc áo lạnh vô? Vì không có áo lạnh nhờ. Con có chưa? À, nói sao tiểu tù, ở này là chúa tao mùi rồi.
Chú cho nhá. Các bạn cùng tháo kẹo ra ăn đi nha. Bây giờ các bạn sẽ cùng ăn kẹo nhá. Vui không? Không ăn kẹo. Sao hôm nay mình không lên nương để mình làm tiếp ba mẹ mình nhờ? Là hôm qua vừa mới đi à? Hôm qua vừa mới đi xong. Hôm nay ba mẹ cho nghỉ. Ở làng của mình nhiều bạn giống vậy không? Có. Có nhờ. Các bạn có thường đi bắt con này con kia ở đây ăn không? Không ạ. Không à, chị thấy rau quá hay vậy. Ở đây chú có đâu có thấy hoa đâu mà các bạn thấy hay nhờ. Là những cái chám chám ở đây với những cái hoa. Ồ, những cái hoa đằng đó đó hả các con nhờ? Đúng không? Rồi phải nói nè, cô bác của anh chị, đây là đằng đó rất là xa nha. Lát nữa Bùi Hồ lại đó hái một cái nhánh hoa đó cho cô bác của anh chị xem. Để thấy được nổi. Ăn kẹo đi con, không sao đâu. Ăn kẹo đi. Mát không? Mát hay là lạnh nha? Lạnh quá, cô bé này thì chạy mũi nè. Con học lớp mấy rồi? Đội lên đi, đẹp mà. Lát nữa chú đưa tiền các bạn cùng chia nhau nhé. Lát nữa mình sẽ gửi tiền cho bé để các cháu tự chia nhau có thể mua bánh kẹo ngoài kia ăn được. Vì các cháu còn nhỏ, Bùi Hồ cũng có dự định là gửi tiền cho các bé nhiều. Nhưng mà có một số luồng tin thì nói là thôi, để cho các bé, từ ấy bây giờ mình sẽ chia cho các bé các phần bằng nhau nha. Các bạn có muốn nói là gì với các bạn trong Nam không? Có. Nói đi, con muốn nói gì nha. Con muốn nói gì? Con muốn nói gì? Nói gì, nói đi. Khách đến thật nhiều. Ừ, nói đi. Năm nay muốn khách đến thật nhiều. Còn con? Con không nói. Con nói câu gì nha? Không ạ. Không nha. Con nói câu gì không? Ơ, con đội lên đi đẹp mà. Các bạn cùng đội lên xem nào. Bạn nào cũng đội lên đi. Cho các bạn chia nhau đội đi nha. Rồi chia nhau đội lên đi con. Bạn này không chia. Chia cho bạn mượn đi, không sao cả. Tôi nhỏ nó ngoan. Ơi, rộng quá đúng không? Vâng. Bạn này thì nói cái vòng này thì rộng quá, có bạn này là vừa thôi. Ôi, mình đẹp quá. Các bạn có thấy mình đẹp không? Có. Các bạn có thấy vui không? Có. Các bạn sẽ nói là gì nè? Sẽ nói là chú cho bọn cháu kẹo rồi. À, cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú nhiều. Bây giờ mình sẽ đồng loạt nói một câu là các cháu và chú cùng chào mọi người ạ, được không? Được. Rồi, một đây các bạn, các con là người Mông hết đúng không? Đúng ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ nói một câu tiếng Kinh nha. Các con và chú chào mọi người ạ, được không? Được. Các con và chú chào mọi người ạ. 2 3. Các con và chú chào mọi người ạ. Chào mọi người nha. La lên. Chào mọi người nha. Vui không? Vui ạ. Vui ạ. À. Ở đây ngoài cái trò mà hái vòng thì các con có còn trò gì vui nữa không? Là chơi cầu. Chơi cầu. Đá cầu. Nhảy cao. Nhảy dây. Các con thích nhất là cái trò gì nè? Là mèo bắt chuột. Ừ. Đá cầu. Mèo bắt chuột. À. Các con có biết điện thoại cảm ứng không? Không ạ. Không nha. Thưa cô bác quý anh chị, đoạn video clip của Bùi Hồ đến đây cùng các bé và đến đây để tập trung vào đây để cho cô bác quý anh chị thấy trẻ con ở vùng cao nó hồn nhiên như thế nào nha. Và Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị mình hành trình. Bùi Hồ sẽ đi hái một cái hoa này, hoặc gọi là hoa gì ta? Hoa trống. Đúng không? Đúng ạ. Hoa trống thì Bùi Hồ thấy ở đằng kia kìa. Bây giờ thì con nha, nhớ là mình phải đi cẩn thận thôi nha. Vâng ạ. Rồi, các bạn phải chia nhau đầy đủ, không có bạn nào được thiếu nha. Vâng ạ. Bye bye mọi người lần nữa đi. Bye bye mọi người ạ. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ qua đây để trải nghiệm cái cảm giác là hái hoái hoa cho cô bác quý anh chị xem. Ở đây thì
đường đèo khá là dốc. Chỉ có tụi nhỏ nó mình đi mới quen thôi, nhưng mà sơ sẩy thì các bạn sẽ thấy được đây nè, có một bé kia nó ẩm đây nè. Ôi, nguy hiểm quá. Các con đi đường này có nguy hiểm lắm không? Ôi, đây là cái hoa mà bọn trẻ nó phải đi hái bán. Ai phải rất là khéo léo một chùm như thế này nha. Đây, bọn trẻ nó sẽ hái như thế này. Và cái vực ở dưới đằng kia thì nó sâu thăm thẳm ở dưới kia. À, mình đi ra đường nào con nhờ? Đi đường này đi được không? Mình phải quay trở lại nha. Thấy những cái tảng đá lầm chôm của bác bên chị. Ôi da, nguy hiểm quá. Mà sao đi qua ta? Đi đường nào con nhờ? À, cháu, con dạy chú đi đi. Chú đi qua đường này được không? Đường nào con nhờ? Chú đi xuống đường này nhờ. Ôi. Tụi nhỏ nó đi xuống xuống hay quá. Ở vùng cao quá. Thông điệp của buổi hồ là muốn gửi cô bác quý anh chị sự khó khăn của bọn nhỏ này. Rồi đi đường nào nữa con nhỉ? Chú cứ đi thẳng. Đi thẳng này. Con không sợ trật chân nha. Thôi, chạy mất tiêu rồi. Bây giờ buổi hồ xin kết thúc video clip tại đây nha cô bác quý chị. Chúc quý anh chị xem video clip một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ buổi hồ cùng với bọn trẻ nha. Chưa hết đoạn đường đi nữa mà nó đã xuống tới đằng kia rồi. Ây da, không khéo là ôi dạ. Thôi à, những cái tảng đá nè. Sao chú đi đường này được không? Chú đi sai rồi nhờ. Thôi chú bò từ từ đây. Đường này đúng không con? Bọn trẻ là nói chú đi đường sai rồi. À, chú nói gì con? Ở thêm cô nói gì vậy? Chú thật là đẹp trai. À, cô khen chú đẹp trai nhờ. Ờ. À. Con lại đây chú biểu, con lại đây chú nói nghe. Bây giờ con nói với cô là nhà cô gần đây không? Là mẹ của bạn. Yeah. Ông mua rồi tối là nhớ tao lúc mẫu à. Thế là mua rồi tối. Hết đi tiết tàng. Người à, cô phải đeo nhiều vòng. Cô bác quý anh chị sẽ thấy được là cô đeo rất là nhiều vòng ở đây nè. Nhiều vòng bạc, nhiều vàng nè. Thì cô đang đi, hỏi cô đang đi đâu giờ nhờ? Con hỏi là coi. Ta đi làm. Làm nương nha. Không phải đi trên không à. đi chặt. Cô bác quý anh chị, đi Bùi Hồ thấy những cái ship, những cái tảng đá nhỏ nhỏ ở trên kia, ở trên cái đỉnh đồi kia rất là khéo léo và tỉ mỉ luôn. Thì hỏi mới biết được rằng là ở đây là tất cả đều do trẻ con ship hết đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang ở xã Sủng Phà thuộc huyện Đồng Dân, tỉnh Hà Giang. Thì sau lưng cô bác quý anh chị đó là ngôi nhà của Bao, một ngôi nhà mà được đóng được bối cảnh trong một cái phim cùng tên là Chuyện của Bao, phát hành năm 2005
và đến năm 2006 thì đạt giải cánh diều vàng. Thì để hiểu thêm về cái bối cảnh trong cái ngôi nhà chuyện của Bao này thì xin mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Thì đây là một cái ngôi nhà kiểu kiến trúc của người Mông, thì họ xây dựng bằng những cái tảng đá kiên cố rất là chắc chắn ở đây. Họ xếp rất là tỉ mỉ và kiên cố luôn nè, là những cái hàng rào đó cô bác quý anh chị. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào nhà nhé. Đây là nhà của đặc trưng của người Mông. Thì các vách thì cũng là những cái vách đất nung được trộn với lại phân trâu nè, và với lại những cái đá nhỏ nè. Thì cũng như các ngôi nhà của người Mông khác thì cái đây là hình của bông của cây thuốc phiện và những cái trụ cột tròn. Và vách là vẫn vách đất nung, được quét đất rồi về sau đó đắp lên. Và mái là mái của âm dương. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là cái giếng dự trữ nước và một cái ngôi nhà đặc trưng của người Mông là những cái giấy đỏ. Em ơi, em trai ơi, em chào em nha. Em có thể thổi khen được không? Em thổi khen cho anh nghe nhé với nha. Ở đây thì chúng ta thấy ở giữa là một cái giống như là một cái giếng trời. Thì ở đây là những cái khoảng không đó, mái lợp âm dương và vách đất nung. Ở trên đây là nhà sàn của bác của anh chị, đặc trưng của người Mông á, là nhà sẽ là nhà sàn ở dưới này để ở, và trên cũng vậy. Vì đây là diễn viên Hải Yến trong trong nhân vật Bao, trong cái tác phẩm cùng tên đó là Chuyện của Bao. Lên đây để quay cho cô bác quý vị xem. Ở đây có một cái cháu bé biết thổi khen đó. Này, trong vai Bao nè. Đây là diễn viên Hải Yến nè. Bây giờ đang đợi một cái cháu bé lấy khen ra. Em ơi, đầu đem khen em ngồi đây đi. Em thổi bài gì nhờ? Em tên gì nhờ? Em hỏi được mấy bài? Em đi vô luôn rồi. Cái họ treo những cái ảnh để những cái bộ phim nè. Điều đặc biệt là lúc nãy cái Bùi Hồ có vô á, thì mọi người đang uống rượu. Thì thôi thì lạ quá, Bùi Hồ đành đi ra luôn. Và kết thúc video clip hiện tại đây. Cô bác anh chị không biết là về cái thông điệp đó thì Bùi Hồ chỉ nghe nói và quay lại cho cô bác biết. Và đây là trở thành một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở huyện Đồng Văn này. Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại nhé.